lần nữa rất cảm ơn khách thính giả giữ màn hình để xem phần còn lại của chương trình diễn đàn bầu cử phát trên hệ thống truyền hình Việt CTV. Thưa khách thính giả, như thường lệ quý vị thấy là khách mời của chúng tôi vẫn là ông nghị viên là phát bùi đồng thời là chủ tịch cộng đồng bên đây là tiến sĩ phạm kim long cái đề tài chúng tôi đang nói hôm nay là đối với vấn đề bầu cử phần đầu chúng tôi nói về cái bầu cử uh, tổng thống và hai phần còn lại chúng tôi nói về bãi nhiệm trong phần vừa qua chúng tôi nói những cái nguyên nhân nguồn cơn đẩy đến vấn đề bãi nhiệm thì trong đó có những cái sự đối phó của những cái người bị bãi nhiệm họ cho rằng là cái vấn đề bãi nhiệm là tại vì có ông Hoàng Kiều bên ngoài xen vào làm lúng đoạn cái cộng đồng Việt Nam bỏ tiền ra thì cái phản ứng đó nó có 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 chính đáng không có hiểu có anh Hoàng Kiều cũng làm cái đó vì mặt luật pháp có hợp lệ không và như vậy thì có phải lũng đoạn cái bầu cử không thưa anh Bùi Phát? À, dạ hoàn toàn không, tại vì luật pháp của Hoa Kỳ cho bất cứ ai cũng có quyền à, bỏ tài tránh ra để ủng hộ một ứng cử viên nào hoặc là ủng hộ một cái à, lập trường hoặc là một cái đạo luật nào, à, họ không có giới hạn. Cái điều mà họ đòi hỏi là nó phải minh bạch, tức ừ. là anh cho cái vị ứng cử viên này à, bao nhiêu tiền thì cái vị ứng cử viên đó phải báo cáo à, là tôi đã à, ông Hoàng Kiều đã cho tôi cái số tiền đó. À, trong cái trường hợp mà của ông Taylor Diệp và cô Cha Đắc Nguyễn thì trong quá khứ ông Hoàng Kiều cũng đã từng cho ông Taylor Diệp nhiều ngàn đô la à, Và ông Taylor Diệp đã báo cáo rằng thì chúng ta biết là ông Taylor Diệp đã nhận được cái sự tài trợ của ông Hoàng Kiều à, từ nhiều năm trước chứ không phải bây giờ Và ừ. lúc đó ông Hoàng Kiều cũng là người ở những cái vùng xa xôi mà cho ông Taylor Diệp tiền Chứ không phải là bây giờ à, ông mới là cái người mà tự dưng nhảy vô trong cái chuyện ở, ở địa phương này ừ thì riêng năm 2000 đó là năm 2018 ông Hoàng Kiều đã cho ông ta Lê Diệp và tôi nghe nói hình như năm 2016 cũng có nữa. Rồi à. đến năm 2020 năm nay thì ông Hoàng Kiều ông có vẻ không đoàn lòng với lại cái việc làm của ông ta Lê Diệp thành à. ra ông lại chuyển hướng, ông quay qua ông ủng trợ cho bà Trang Đất Nguyễn à. và ông cho bà Trang Nguyễn khoảng 9 9 9 ngàn mấy gần 10 ngàn. À, tuy nhiên ông lại cho thêm À, qua một cái tổ chức à, độc lập, một cái PAC đó, tức là Political Action Committee, một cái PAC, à, ông cho bên đó rất nhiều tiền. À, nghe nói là ông cho lúc đầu ông cho khoảng hai ba trăm ngàn, như anh Long có, có cho biết rồi sau đó ông thấy à, vẫn còn cần thêm thì ông lại bỏ thêm tiền vô trong cái PAC đó. Cái nhiệm vụ của cái PAC đó là thì Không được bàn vấn đề mà vận à, động với lại cái người đang tranh cử là bà Trần Nguyễn mà phải là là tự mình muốn làm gì mình làm yeah. à, và cái bác đó đã bỏ ra một số tiền để gửi những cái mailer mà tôi có nhìn thấy một wow. số người cho tôi biết để mà binh bà Trán Nguyễn và đã phê bình ông Diệp. thì uh, cái việc đó hoàn toàn là hợp pháp thưa 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 thưa, thưa yeah. tôi cũng có lần mà đi ngang qua trên đường bông Sa thấy có các bạn tự dưng tôi bất tình nhìn thấy các bạn mà Uh, hình như là vote hay là support ông Polido ừ. và nó có hàng chữ to ở bên dưới là pet for. for by cái cái pack major, uh, no gì đấy. Uh, cái pack hình như là home uh, home uh, gì đó California home association gì đó uh. và with major funding tức là với cái khoản tiền tài trợ phần lớn là của ông Hoàng Kiều thì uh. đó là cái việc làm nó có hợp pháp uh, miễn mà mình làm như vậy là là mình được quyền làm thành thử ra nó cái chuyện này nó xảy ra nhiều lắm nhất là hình như anh Long theo dõi cũng biết là Uber and Lyft là hai cái công ty Rồi. Uber lái xe Rồi, đó lái xe. và công ty Lyft. Họ bỏ ra một cái tôi nghe nói là khoảng uh, gần 500 ngàn hay là hơn 500.000 ừ. vô một cái pack độc lập khác để mà lên tiếng phản đối ông Taylor Diệp bởi vì ông Taylor Diệp đã bỏ phiếu cho cái uh, đạo luật AB5 ừ. mà 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 bắt người ta là không được làm independent 1099 mà phải làm W2 thì công ty uber nó đụng giảm cơ là uber thì uber nó có quyền nó bỏ tiền ra cho ừ. một cái bác nào đó để mà uh, đưa ra phân tích những cái những cái sai những cái trái của ông ông Nhưng ông, ông ta nói cho cùng thì bất cứ ứng cử viên nào có cũng nhận tiền hỏi như vậy thì tiền mấy trăm ngàn của anh thay lý ở đâu mà có thì anh thấy biết tiền ở đâu, đâu cái Vâng, cũng của nghiệp đoàn như ừ. anh phát có thể theo dõi vấn đề kỹ hơn cũng của nghiệp những, những cái nghiệp đoàn lao động họ bỏ tiền vô vì anh tha lê diệp trong quá khứ anh ấy đã ủng hộ những cái dự luật mà Chứ có là lợi cho họ đi ngược với cái đảng vâng. cộng hòa đi theo dạ đảng vâng. vâng. Nó, nói nôm na là cái ab5 đó ông tha lê diệp ông bỏ phiếu cho cái ab5 ông là người đảng cộng hòa duy nhất ừ. mà bỏ phiếu cho cái đạo luật ab5 là ừ. có lợi cho nghiệp đoàn ừ. lao động. động thành ra nghiệp đoàn lao động họ lại bỏ tiền ra để mà, bá, để mà họ ủng hộ ông tha lê diệp và đánh phá bà Trát nguyễn ừ. tại bà Trát nguyễn là bên cộng hòa mà có vẻ bảo thủ, thủ nữa thành thử ra họ muốn chống đối ông bà Tráng nguyễn thì họ bỏ ra cũng khoảng năm năm sáu trăm ngàn để mà đánh phá thì đối với tại vì bên 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 bà Tráng nguyễn bác không có la lối những chuyện đó nhưng mà ông ta là diệp thì khi mà có một nhóm nào bỏ tiền vô như là ông hoàng kiều hoặc uber thì ông la ở mỹ lên thôi nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện bình thường trong tất cả mọi cái mùa tranh cử miễn sao là anh bỏ tiền ra anh làm cái gì thì anh phải khai báo cho cái cơ quan FPPC để mà họ biết họ theo dõi là anh không có nhận tiền hối lộ hay là tiền à. dưới cầm bàn vậy thôi. Thưa mình anh... trở về cái phần chút xíu tránh về cái phần Được. là bầu cử bãi nhiệm hồi nãy mình nói tới cái phần diễn tiến rồi. Thì bây giờ theo hiện giờ đó, thì các ứng cử tức là theo thành phố Westminster đứng ra tổ chức cái bầu cử này và công bố ngày 7 tháng 4 bầu cử nó cái bầu cử này nó trước cái bầu cử tổng thống như vậy thì chúng ta thấy bầu cử đó nó có lợi hơn hay là không lợi hơn đối với những người bầu cử? tức là nếu mà dồn vào bầu cử tổng thống thì nó đỡ hơn hay là để trước? Vâng, nó... à, vâng, thưa, thưa, thưa anh, anh, Chi nếu mà anh nói dồn về trước cái bầu cử hay là cùng bầu cử tổng thống cái bầu cử ngày mùng ba tháng 3 đó à. là bên phía bên phía Ben RICO họ có lợi là vì ừ. những cái người mà có lát chữ ký của anh Bùi Mạnh Cường với anh Lê Công Tâm có lát chữ ký cho anh Đỗ và và Tyler Diệp họ sẽ chắc chắn những cái phiếu đó sẽ là là no Rico ừ. và như vậy cái Rico sẽ khó Thì để khó thắng hơn. được, vâng, ừ. nó không có nó mất cái 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 thế độc lập của nó, ừ. nhưng mà bây giờ cái, cái cái Rico đó của bầu cử nó sau nó ra bên ngoài cuộc ừ. bầu cử bầu cử tổng thống vào ngày 7 tháng 4 được độc lập do, hơn, nó độc lập hơn do đó lúc bây giờ là không có phiếu của anh Taylor Diệp, không có phiếu không ừ. có cái anh anh Lê anh Lê anh, 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 Công Tâm đi đi kiếm phiếu cho anh 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 đỏ nữa ừ. những cái phiếu đó là phiếu những cái phiếu độc lập do đó chúng tôi nghĩ là cái cuộc bầu cử này nó sẽ thành công uh, vì không có những cái bàn tay bên ngoài đưa vào. À, hồi nãy mình nói tới cái việc mà à, diễn mở... tiến cái yeah. cái bội tới đâu rồi. Dạ yeah, vâng thì bây giờ bây giờ đang có một cái 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 sự việc mà nhiều người họ rất là bất mãn là những cái cái cái, cái những cái bảng quảng cáo ừ. của Noriko ừ. thì để đầy đường hết. Ừ. À. Trong khi trong khi cái bảng quảng cáo mà của những ứng cử viên khác, ví dụ như của ha. vâng của 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 Tài Đỗ, của Jamison Jameson Power của ừ. của, của Franken những cái bảng đó vừa bỏ lên ngày hôm trước ngày hôm sau họ lấy hết sạch không còn à, bị à. nhóm mà đi ban nửa đêm họ đi họ ăn cắp họ à, lấy cắp. họ lấy họ, họ vất ừ. đi ừ. thì nhưng mà thực sự ra anh Long với ông cảm ơn anh Long đã đưa cái điều ra ra một cái nhận xét rất là hay thì tôi thì tôi nghĩ rằng tôi không hiểu nổi cái người nào mà cố vấn cho ừ. bên bãi nhiệm À, lại có những cái cái cái, cái uh, việc làm mà nó, nó ấu trĩ như thế chống bãi nhiệm chứ. Ở bên mình chống bãi nhiệm, chống bãi nhiệm, nó, bãi nhiệm. nó ấu trĩ như thế là bởi vì tự dưng chúng ta đi trên đường bông xa đối diện với phước lọt họ thấy cả một hang dài mười mấy cái bảng nô thì có bốn cái chữ nô không <laughs> nô <-đì -cô> không <laughs> thì nó nó tạo cho 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 mọi người một cái đầu dĩ nhiên việc đầu tiên nói nhìn vô người ta thấy là wow cái gì mà nhiều thế Ừ. nhưng mà, mà sau cái phút mà dây mà hơi ngạc nhiên lúc đầu đó thì bắt đầu thấy cái sự bất mãn ừ. tại sao lại làm quá quá lố bịch như ừ. thế ừ. Ừ. À, thì Thôi cái đó tâm nó tâm lý, lý phải ngược thưa, thưa anh tâm lý sao tâm lý có lẽ là cái người bị bãi nhiệm sợ không sợ mới làm vậy chứ? có tôi tôi có lẽ tôi, 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 tôi dùng cái chữ dễ chết thì nó đúng hơn. rất à, <laughs> <laughs> là hơi quá đáng nhưng mà họ sợ quá. thông <laughs> họ họ thường như vậy nào chúng ta cũng đã từng từng biết rồi một cái uh, cơ sở thương mại mà làm ăn thành công ừ. thì ít khi nào họ thấy mình thấy người ta quảng cáo lắm. quảng cáo ừ. vừa vừa thôi chứ ừ. không có à, làm quá vậy. chút đỉnh ra, vâng. còn khi mà bắt đầu quảng cáo vừa vừa rất là bắt đầu hơi hơi ế rồi mà ừ. quảng cáo râm rộ ra tức là mình biết là ừ. họ đang ế lắm họ vậy mới là... có nhu cầu phải phải bỏ tiền ra để quảng cáo rầm rộ thì có lẽ cử chỉ họ thông minh lắm họ nhìn cái việc này họ biết rằng là À, bên uh, nhóm của ông trí tạ đã uh, đang lo lắng lắm thành thử ra thứ nhất là phải lấy tất cả những cái bảng quảng cáo của cái phe đối lập tức là phe bãi nhiệm à, tức là à, cho, cho, người dẹp lén, dạ, cho người lấy lén ha cho người lấy lén thứ hai là đưa cái bảng của mình rầm rộ ra để mà cử tri chỉ thấy thấy cái chữ nô thôi mà không thấy của phe phe đối lập yeah. nó cũng giống như tương tự như cái việc mà uh, ông tạ đức trí và cô kim Ly hồ mặc dù là À, hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng hòa nhưng mà lại không có được cái sự lên tiếng à, ủng hộ của các hội à, cụ quân nhân, à, liên hội của chiến sĩ, à, tập thể chiến sĩ cũng như các hội nhảy dù, quân cảnh, cảnh ừ. sát, à, thủy quân lục chiến, à, biệt động quân vân vân ở Nam cái không có một tổ chức nào lên tiếng ủng hộ cho ông, thành ra ông lại phải chạy lên trên Bắc Cali để mà kêu gọi cái sự lên tiếng ủng hộ của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Bắc Cali, thì khi về đến đến về đến quận cam của mình trở về đây đó thì mới lên tiếng ở Mỹ là chúng tôi được Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Bắc Cali kêu gọi ủng hộ chúng tôi và kêu gọi người dân chúng đối bá nhiệm, thì thoạt đầu nhìn qua thì thấy tưởng là nó 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 có lợi cho mình, wow. nhưng mà nghĩ thêm một bước nữa thì thấy là Ủa kỳ vậy, tại sao các Liên Hội Cựu Chiến Sĩ ở Nam Cali, không ủng hộ, tập thể chiến sĩ các tổ chức quân đội không có ai ủng hộ mình cả, không ai lên tiếng ủng bênh vực mình cả, mà phải chạy tuốt lên trên sang Jose để ừ. mà kêu gọi người ở xa lên tiếng bênh vực cho mình, ừ. thì đó cái điều đó cho người ta cử tri người ta thấy và bên ngoài tôi nghe cử tri họ nói nhiều lắm, họ ừ. họ, họ họ nhận xét như thế, thành ừ. đó là cái điều điều không không bất lợi, đáng lẽ là họ họ nói rằng đáng lẽ là bên ông Tạ Đức Chí uh, nên uh, giấu đừng có phô trương cái chuyện mà có liên hội cựu chiến sĩ. Bắc Cali ủng hộ. Nếu mà có liên hội của chính sĩ Nam Cali, có tập thể chiến sĩ, có hội đoàn quân đội này quân đội kia ủng hộ trợ từ bao nhiêu tuần nay, thì có thêm, có thêm, có vậy? thêm liên hội của chiến sĩ thì cái điều Đốc, đó mình vậy? nên phô trương ra. À... Còn đằng này dưới này không có một tổ chức nào ủng hộ mình cả, lên tiếng bành vực mình cả, mà mình lại phải lên trên kia và mình phô trương ra thì nó lại lòi ra cái. Cái, 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 cái yếu mình, cái của mình. yếu của mình, cái này nó giống như vừa qua anh thấy rằng là có một cái nhà sư đứng ra làm một cái cuộc diễn à, hành, thì cái đó à. anh thấy sao? Như à, anh để đó, là ủng hộ tại Đức Chi, trong đó cũng, khi đó đây à. hội đồng tuyên tôn bất cứ tôn giáo không có ai giữ hết, cái đó cũng là một cái phản ứng ngược như hồi nãy à. giống như trường hợp mà anh Phát ừ. nói là vì tại sao như như anh Chi nói là tại sao phải có cái ông sư nào ở đâu ở đâu tới ừ. mà không có hầu hết những cái người mà biểu tình hôm đó là những người ở, ở, ở Bắc Kinh tới, tới, tới không? Các qua à. chứ không có ở đây đó cái vấn đề nó nó nó, nó phản ứng ngược là vì cử tri người ta cũng rất là thông minh chứ không phải là người ta người ta yeah. mù quáng để mình làm cái, cái đó như thì vậy. một số người nói với tôi đó là cái sự lưu manh chính trị Được. nhưng mà người anh làm sao mà người ta đừng thấy cái lưu manh anh chứ anh thấy thì nó rất là rất là nó rất là dở yeah. rất là dở trở lại bây giờ cái tình hình bầu cử tới giờ này thì dĩ nhiên hai bên 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 những người mà bị bãi nhiệm tìm cách là giải chết để mà chống lại để mà tồn tại thì cái diễn tiến này thì hội đồng thành phố chứ tư cách là người thư ký vẫn tiếp tục cho tiến hành và đăng ký để mà để mà để mà thay thế những người đó thì anh thấy kỳ rồi thế là kỳ rồi có một số người đại diện cho những cái người ra ứng cử có một cuộc họp báo nghĩa là để họ nói rằng là họ sẽ ra ứng cử nó không có dính gì cái chuyện cái ban bảy nhiệm United Westminster cả thì nó làm cho cái người ta chú ý cái đó anh thấy cái đó nó có lợi cho cái 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 chuyện bảy niềm không À, theo cái nhiều tôi thì nó có lợi là bởi vì như vậy khẽ mà càng đông người ra tranh cử để mà thay thế cái người mà bị bãi nhiệm yeah. thì cái phe mà bị bãi nhiệm càng bị thất thế bởi ừ. vì cứ mỗi người tôi lên xin lấy ví dụ ông Khải Đào là em ừ. của bác sĩ Michael Đào đi ừ. à, ông có không vận động nhiều đến nữa ông cũng có được ba bốn trăm người bỏ phiếu ừ, cho, ông. cho ông rồi ông Frank Trần cũng có ba bốn trăm người của hội Tây Sơn Bình Định vân vân ừ. ừ. à, ông này ông kia cứ là cứ mỗi người như vậy là mang thêm ba bốn trăm người đến ừ là tối thiểu đó à, thì chắc chắn rằng là họ mà sẽ mang tức là ý anh đó là những người đó là những người mà sẽ likely vote yes cho cái Rico. Khi mà tử. khi vâng. mà bỏ phiếu cho ông Phan Trần hoặc ông Khải Đào hoặc ừ. là vâng. cô Samatha vâng. thì đương nhiên là phải bỏ yes cho trong cái vâng. chuyện Rico à. bà Kim Hồ. Vâng. Vâng. Còn nếu mà bây giờ bỏ phiếu cho uh, ông Tài Đỗ hoặc là ông Phát Vũ, vũ hoặc là ông một cái ông người mỹ là Christopher Crowe thì bắt buộc là phải bỏ phiếu yes, yes vô, yes. vô bãi nhiệm ông Kỳ đã thành Điều ra cứ càng đông người ra tranh cái vấn đề mà thay thế đó rồi. thì lại càng có lợi cho cái việc và càng bất lợi cho cái người mà bị bãi nhiệm à, nhưng mà nói cho cùng đó thì cái bãi nhiệm nó thành công hay không thành công nó vì cái lý do như vậy thưa giáo sư cũng như quý vị chắc chắn sẽ có một số người chán quá Ông nào ừ. cũng vậy, ông Chí Tạ đối với tôi cũng là lem nhem, ông Tài Đỗ thì tôi nghĩ chắc cũng chẳng hay ho hơn gì. Ừ. Thôi, dẹp mấy ông đó đi tôi ở nhà ngủ cho khỏe, khỏe cần bầu biết ra ai vậy đó. Ừ. Thì những người đó sẽ không bỏ phiếu. Ừ. Cái nhóm thứ hai, trời ơi ông Chí Tạ là người tốt là kia ừ. Bảo đảm là phải bỏ, phải chúng ta phải cố gắng bỏ phiếu yes. Con cháu mình. Bỏ bỏ phiếu nô, no. nó con ừ. cháu mình bỏ phiếu nô no để mà mình giữ lại bênh vực bảo vệ cho con cháu của mình chứ. Ừ khuyến khích nói chứ còn nó sai cái gì thì biểu là sửa xong, dạy dỗ nó xong. cái số người đó sẽ bỏ phiếu no cho cái bãi nhiệm à. và nhóm còn lại là bỏ phiếu yes cho bãi nhiệm nhưng mà vấn đề như vậy bao nhiêu phần trăm bao năm nay cái một tháng tư này bao nhiêu người sẽ chịu khó bỏ lá phiếu hay là thờ ơ vất nó vồn ra ừ. nếu cái số người bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 4 mà trên hai chục ngàn phải trên ít nhất là hai chục ngàn có lẽ hai chục ngàn còn chưa đủ phải từ 25 mươi ngàn trở lên thì ông trí tạ mới có cái cơ may giữ lại cái ghế của mình được. Ừ. tại vì cái bên bãi nhiệm nó đã có sẵn chín ngàn mấy trăm phiếu rồi. tôi hiểu là bằng đó. Ừ. tôi hiểu bằng đó cộng thêm những cái người mà họ muốn bãi nhiệm nhưng mà họ lại ngại cái vấn đề tên tuổi bình ký vô trong cái tờ thỉnh nguyện thư thì nó lại lộ ra ngoài thì thì mình không muốn phiền hà. bây giờ bỏ phiếu đó là phiếu kín không ai biết đến cái cái lá phiếu gọi bỏ như thế nào. Thế Thành ra họ lại tham dễ dàng hay... họ tham dự được. bỏ phiếu vô, vô cho bãi nhiệm ông Chí Tạ hơn. À. Thành ra cái số 9.000 nó sẽ tăng hơn, có thể là 10.000, ngàn, 12.000 ngàn không chừng. À, vì vậy mà à, phải trên 25.000 phiếu trở lên thì thì bên kia mới có hy, hy vọng mà có thể lật ngược cái cái ván cái cờ. Cái lại. số 9.000 đó chúng tôi nghĩ là nó đã được khẳng định rồi khi mà người ta có được. thay đổi. Và bây giờ tình hình này nó càng kéo dài. Ví dụ như bây giờ cái tình hình của bầu cử anh Thali Diệp đã về tuột xuống hạng 3 coi như là cái khả năng không còn tham dự nữa. Và bên kia là anh 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 Chacho anh nổi lên hàng gì anh tranh yeah. với anh 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 anh, 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 anh chưa đổ không khẳng định được 50% thì cái điều đó là ảnh hưởng rất lớn trong cái bãi yeah. nhiệm đúng là như vậy và uh, chúng ta nhìn qua những sự việc như vậy thì chính cái việc mà ông Tha Lê Diệp uh, là một cái người đương kim dân biểu đang tại chức vậy mà không những thua bà cha Nát Nguyễn là người đã không ở trong chính trị từ hai ừ. năm qua và thua luôn tụt xuống hàng ba thua luôn cả cô Thu Hà uh, là một cái người nghị viên Đức trẻ mới. mới không có tên tuổi mấy và cũng không có nhiều tiền để vận động tranh cử mà còn thua luôn cái người đó thì điều này nó người giới quan sát nhìn vô thấy rằng ông ta lê diệp đã mất cái cái uy tín và cái vây cánh của ông ta lê diệp là là những cái người đang bị bị bãi nhiệm à, coi như là đã bị mất cái sự tin Ôi, tưởng đang đã và cảm hả? tình của cử tri thành ra thành ra họ nghĩ rằng cái việc mà có lẽ chỉ có trời mới có thể cứu được được ba cái người bãi nhiệm bị bãi nhiệm đồng chí tạ và kim lê hồ cho liên cái Mạnh xu hướng bỏ phiếu đó thì nói theo của những người mà là như anh Tạ đức trí hoặc là cô kim lê hồ nói rằng bỏ phiếu cho con cháu này kia là xu hướng đó chúng tôi nghĩ là có vẻ là không có được cử tri ok vâng. cử tri bây giờ là họ bỏ phiếu qua cái đợt anh thay ly diệp anh anh đi đổ thì mình thấy họ bỏ phiếu vì vấn đề chính trị vâng. tức là anh có ủng hộ cộng sản hay anh chống cộng sản bởi vì người việt nam cái đó là cái rất lớn vâng. thành ra chúng tôi nghĩ bỏ phiếu bãi nhiệm cũng nhầm cái đó thôi tức là họ bỏ phiếu trên cái suy nghĩ đó nghĩa là người nào mà ủng hộ cộng sản thì họ yêu cầu đi cho khác nhất là, là gần sao? đây đó thưa giáo sư ông Taylor Diệp cứ nhăn nhàng lên chụp mũ nói là ông Hoàng Kiều là tỷ phú trung cộng trung cộng à. từ trung cộng chứ chân của đó, ý muốn ám chỉ là ông Hoàng Kiều là người tàu người trung ừ. cộng nhưng mà ai cũng cử chi người ta ai cũng biết ông Hoàng Kiều là người Việt Nam người Quảng trị đẻ ra Việt Nam lớn à. lên Quảng trị à. thì nói vậy người ta biết là nó nó láo à, và sau này nó lại đẻ ra cái hình là sau khi mà cái buổi họp báo của họ đó thì một tuần sau lại nhang nhàng cái hình ông trần thái văn và ông trai lôi diệp đi qua thượng hải vào năm 2016 để mà thăm viếng cái công ty ras cũng như là những công ty khác của trung cộng ở thượng hải trong lúc mà cộng đồng chúng ta năm lần bảy lượt biểu tình tập cận bình biểu tình phomosa ừ. năm 2016 giáo sư ừ, nhớ không phomosa yeah. là làm ô nhiễm uh, biển đông của việt nam mình và toàn thể mọi người khắp nơi là bất mãn và và ước, ước lên tiếng phản đối trung cộng thì bây giờ lại lòi ra cái hình là trong lúc mọi người đang biểu tình thì ông lại có mặt ở uh, ông ta lê diệp và ông trần Thái văn lại có mặt ở thượng hải thế ừ, mới chết ừ. đó là những lý do mà nó ghi đến cái lý do tại sao bà cha nói nguyễn thắng ông ta lê diệp 10, hơn 10, ng 10 ngàn phiếu ừ. và cô thu hà vượt lên hàng nghị một cái người hoàn toàn trẻ hoàn toàn mới chưa có quen thuộc nhiều với đối với cộng đồng chúng ta mà vẫn vượt qua ông Thái Lưu Diệp một cách dễ dàng. Cái yếu tố ông Thái Lưu Diệp có thể kỳ này là thua đó là cũng một phần là ông đã đề nghị với bà Michelle cái lúc đó là giám sát viên vâng. ở cấp cái bằng dinh danh cho cộng sản cái đó nó vâng. ảnh hưởng rất Tổng lớn. Tổng lãnh sự dạ, Hồ Xuân Sơn, Sơn, Sơn phải không? Vâng. Hồ Vân Sơn. Nó giống như là anh, anh 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 ta Đức Trí mà là anh cấp cái bằng thưởng lục cho vâng. cô Thanh Vân dạ. thì cái đó chúng tôi thấy là rất là quan trọng như vậy chúng tôi thấy là cử tri Việt Nam tới bây giờ đồng bào Việt Nam nói chung là cử tri Việt Nam đã bỏ phiếu theo cái ý thức chính trị nhiều hơn là mới bỏ phiếu lần đầu tiên ở đây bỏ phiếu cho người Việt cho người Việt rồi thôi con cháu mình nó làm gì dạy dỗ nó nhưng mà những người đó họ đâu có coi họ là con cháu đâu họ đâu họ đâu là, họ đâu có coi mình là cha chú hoa đâu tức là điều này phải thấy rằng là tới lúc cử tri phải bỏ phiếu với cái nhìn chính trị chứ không nên bỏ phiếu theo cái tình cảm tất cả những cái ý thức nói về tình cảm để mình lung lạc con cháu đó đều là vấn đề là không có kết quả một lần nữa chúng tôi nghĩ rằng là cái show hôm nay có thể giúp cho khán thính giả hiểu biết thêm và chúng tôi sẽ tiếp tục cái show này cho tới ngày 7 tháng 4 để mà giúp khán thính giả theo dõi tiếp những cái diễn tiến bầu cử bãi nhiệm một lần nữa cảm ơn anh phạm quyên long cảm ơn anh phát bùi dạ xin kim kim cảm ơn giáo sư và cảm ơn tất cả quý vị